khỏe không? Khỏe. Trời ơi, đừng có đụng vô cái nú của em. Trời ơi, chết rồi, trời ơi. Chấm chín. Rửa hết nữa mắm nha. Cắt vô nha ơi. Nguyễn Học á. Lựa gì chị? Tên gì? Nguyễn Học. Chi nước mắm hả? Chi nước mắm cho chị 50. Quan bẩn rồi, quan bẩn. Chị vô lửa đi chị. Cái gì chiên nước mắm số 2. Chị lửa đi chị, có cái gấp nữa. Cái này là gì em? À, trứng cá hồi, mực viên, cá viên, tôm viên, bò viên, hải sản, bánh mì. Nhiều món lắm. Trứng cút. Ăn gì anh? Lấy rổ cho anh lựa kìa. Một viên tráng chiên anh ơi. Tôm phô mai. Cái đó là đó có đuôi tôm, cổ này là phô mai que, cổ này là tôm. Lấy tôm đi. Lấy mấy cái chị? Lấy 2 cái. Rồi của chị nước mắm hay là thái? Không có không biết ăn cay nha. Chị không biết ăn cay. Chị nước mắm thì có lòng muốn chục chi nước mắm cho chị. Ở đây. Có rau muống. Cái gì gấp đi con trai. Đợi xíu nha. Cá viên nha em. Cá viên nó nằm đó đó. Cá viên ở này hả? Dạ đúng rồi, trái giò lấy 3 cục đi. Chậm đại đi. Trứng cút không? Ừ đó. Rồi chiên nước mắm ha. Đếm cái này chiên nước mắm cho em giùm đi. Có 20 không? Chiên có 20. Cái này nhiêu miếng vậy? Cái nào? Cây 10 nghìn. Rồi cái này anh chiên nước mắm không? Hay là chiên thường? Chiên thường hả? Thái hả? Đếm cái này nè, của bé. Của anh đó, anh áo đen á. Còn này của anh này, số Thái. Hết Hoành Thánh rồi. Nay chả cá hết luôn rồi. Cái phần kia đếm vô chi nước mắm á. Của chị đang làm hả bé? Của chị áo đỏ làm chưa? Đang làm. Quẩy lên đi rồi, nhắm đi rồi em. Cái gì? Trời ơi quẩy nữa hả? Giờ bạn ế quá, nói nó không nổi luôn rồi nè. Quẩy lên nhắm luôn đi em ơi. Dồn lại mới được. Đứng ở đây nè, nhảy đẹp luôn rồi chị. Gầu quá trời luôn, không biết sao mà giờ càng ngày càng ế trời. Tại sao chị trả lời giùm em rồi. Khách không vô ngồi ngoài người ta sợ mất ghế á. À, đúng rồi, chính xác rồi. Đó, biết hết á. Chị lợi cứ bậy chú dựng ở đâu luôn em. Thôi cứ bậy chú dựng dở chậm chị ơi. Cứ bậy chú nhật em bán được lắm mà ngày thường em bán không được. Chị ơi, thấy bao nhiêu sao chị? Dễ thương không? Hay sao? Dễ thương.
em. Dễ thương. Trời ơi, cảm ơn chị yêu nha. Nhà chị có em trai không? Nhiều lắm. Trời, gả cho em bớt nàng đêm ế quá trời nè. Giỏi mà ế gì? Trời ơi, giỏi giỏi mới ế đó. Cái gì? Ủa, cái khi nào em lên em ấy không? Chân cao không? Có mà hả? Tại vì em lên em hát cái dưới đây người ta không biết cái quầy của em. Chứ anh thử ra anh tuần em hát một bữa hai bữa thôi chứ không biết hát gì. Ghế đẹp nè. Đây là vợ của bà ngoại con. Trời, bà ngoại là ai vậy? Bà ngoại là Linh Anh. Trời ơi là trời. Đây. Không có bị ập luôn. Ok. Khỏe không? Khỏe. Trời ơi đừng có đụng vô bánh ú của em. Trời ơi chết rồi trời ơi. Trời ơi khám phá bánh ú hoài. Cho 120 lộn xộn đi. Rồi ok, chị nước mắm hay sốt Thái? Ông nội bóp vú hoài cha. Bóp vú hoài. Của ai? Trăm hai sáu thái gì kìa. Được. Tôm hùm gì? Sốt Thái hay bình thường? Sốt Thái. Có tôm bóng nè. Sốt Thái hay bình thường? Sốt Thái đây. Sốt Thái không? Này lấy 2 cây đi 10 nghìn. Bình thường đây. Bình thường đây. Bình thường tôm. Đi vô tận quốc kiếm. Ăn chưa sốt Thái. Bình thường á. Bình thường không? Của chị nó tắm anh nha. Được sốt Thái chị không biết ăn cay đâu. Có anh chiên thường hay nước mắm hay Thái? Thái. Rồi có anh 80 hết. 80 sốt Thái cho anh áo vàng nè. Trời ơi, da gắn ở đâu ra mà để lên người quá trời trời. Gắn ở đâu mà lột da để lên người quá trời. Ở Tây Ninh đó, mấy bạn xuống rồi. Trời ơi, Tây Ninh đem xuống đó hả? Tây Ninh có nhiều bóng không? Không hả? Thì để em lên chỉnh em khám phá cho. Em lên chỉnh em khai quang lập địa. Em mở cái đảo bóng trời. Làm gì trên đó, là sạch tinh trên đó hả? Em lên chỗ này em khai thác về bóng ở trên Tây Ninh. Bán này, lên chỗ hát ở dưới đây nó ế. Trang chiên quẹo vô nè, Lan Phượng. Với Lan với Phượng. Lan ơi, Phượng. Tráng chiên nè. Sao vậy con trai? Trời ơi, cưng quá à. Lấy em 5 cây chết rồi. 5 cây này hả? Chiên nước mắm hay sốt Thái? Hay là chiên thường? Con mua rồi, để ra cho chú mua đi. 5 cây chiên thường không? 5 cây này chiên thường cho em luôn. Mấy anh chị đợi cá viên qua bên đây nè, đợi lấy cho nó nhanh. Nhìn vú tôi hoài. Đâu bóp thử coi. Dạ, bóp thử coi. Nhìn hoài luôn. Khoái khoái, chạy nước miếng, chạy nước miếng. Hùng mới rồi. Hùng còn cái đi, Hùng gái đẹp, cái đi, gái đẹp cho ăn đó. Trời ơi, Hùng bức rồi sao. Hùng mới rồi, Hùng mới rồi. Giỡn gì vậy? Nhìn vú. Trời ơi, nhìn hoài luôn rồi trời.